Rồi Linh chào buổi tối tất cả mọi người. Thì ngày mới Linh cũng xin chúc cho cô chú anh chị các bạn có một ngày mới nhiều niềm vui. Thì tối nay tiếp tục Linh đi thăm lập tôm đó mọi người. Thì do hôm qua Linh cũng có đi thăm. Nhưng mà hôm qua cái máy không biết nó bị cái vấn đề gì á, Linh quay cho đã đời rồi. Về nhà Linh coi lại thì không có thấy được gì hết trơn á, nó bị lỗi á mọi người. Nên hôm qua Linh không có đăng video cho mọi người xem, thì Linh cũng xin mọi người thông cảm. Hôm nay Linh cũng vừa vừa qua tới nè mọi người, mới vừa qua tới, nãy giờ bù mắt nó cắn quá trời luôn, mới lấy nhang mũi ra chuẩn bị đốt nè. Lúc này trời bên đây nó im gió nên bù mắt nó cắn quá trời luôn. Hôm qua Linh nguyên phanh là Linh đốt hết phân nửa rồi. Hôm qua không biết bị cái quái gì nữa thì quay cho đã đợi rồi. Có cái thì coi được, có cái thì nó không có coi được gì hết trơn. Bữa nay không biết làm sao cái máy này lâu lâu nó bị khùng. Ở đây ban đêm mình phải có nhăn mũi mọi người, không có nhăn mũi mù mắt nó cắn chịu không nổi đâu. Mình mới ngồi có chút xíu à mà nó cắn nát hết trơn. Có nên đốt hai phanh không à, mà chịu nổi nó có khói khói chút vậy mà nó bay. Mình để hai phanh vậy đó. Rồi bây giờ nước thì cũng cũng lú móc rồi mọi người. Bây giờ thì mình cũng tranh thủ mình đi xuống mình này mình dở thôi. Rồi mình xuống mình thăm cái đầu tiên mọi người. Lúc này trời nó hầm quá, uống nước ngon hơn ăn. Khách nước lên đem theo vậy. Ô không dám uống nhiều, uống dính dính, uống cho tới thăm xong rồi hết nước là vừa. Rồi cái đầu tiên có dính con tôm đầu gạch mọi người, nhảy thạch thạch thạch. Hôm qua cái này cũng dính con mà nó nhỏ hơn con này. Hôm qua dính cũng được 1,5 kg mọi người. Con đầu tiên. Hôm qua Linh có làm chiến thực mới. Cục mồi nè mọi người. Cục mồi này Linh không có treo ở trên. Tại vì Linh thấy giải này nè, nó màu mè quá, Linh sợ treo ở trên nó bị nhát á, dục đại dưới. Nè nó đây nè, nó nên bỏ đại dưới nè cho nó lấy hơi thôi, còn dừa thì mình vẫn treo bình thường. Cái đầu tiên thấy thấy có là phái trong lòng. Hôm qua nó cũng dính lai gai con hai con nha. Quay cho mọi người xem mà về nhà coi lại không được, tức chết luôn. Lâu lâu được tôm nhiều, bữa nào thắt thì quay ngon lành lắm. Hôm qua Linh thăm cũng nước cũng phản này nè mọi người, nó cũng lún móc vậy đó, mà thăm tới cuối cùng nó cũng còn nằm trên khô luôn à. Nước lúc này nó giật cũng hơi nhanh, nó hạ rồi, nó xuống kém rồi mà nó cũng còn cao, nước còn cao. Có cái chỗ này là nó hơi sâu hơn ta chút ha.
cái này không có mọi người. Hai cái gần quá tôm nó cũng vô ít. Buổi tối trời có trăng mọi người. Lúc này có cũng có trăng. Mở lên hơi trễ, bữa nay 19 gì rồi. Trăng nó lồng mờ từ từ rồi. Cái này dính hai con mọi người. Dở lên thấy lụp cụp ai à, một con. Hai con. Mỗi lần dở mà là mỗi lần lên giặt á, giặt ba cho nó ra ba cái gông nó đóng á, để nó dơ lắm. Trời ơi, cái cây này nó cứng. Trời ơi, cái này dính hai con mọi người. Quá trời à. Một con tàn hang với con tôm cái. Bắt con này ra trước đi. Nó có à. Hai càng nó bắt kỹ kỹ để nó kẹp cái cổn vậy mọi người. Ngon lành, ngon lành. Con này nhảy dưới đó. Hai con nè mọi người. Chồng chồng. Ngon lành. Bữa nay khúc này làm ăn được dữ ta. Hai con đó mọi người. Cơ bộ này để cục mồi nằm dưới có lý hơn như sao á. Một con. Còn con này nó hơi nhỏ một chút. Nhỏ nó tàn hèn quá. Ây da, thả nó mọi người nhỏ xíu à. Tôm tàn hang con. Hôm qua chỗ này nè mọi người dính hai con tôm mà bị cá ngát nó ăn hết trơn. Còn cái đầu không. Hai tôm qua cũng chậm, nó sẽ chậm luôn. Cái này dính lượng con mọi người. Hôm qua dính hai con chậm hơn con này nữa nè. Cá ngát nó vô nó quất còn có cái đầu không.
Cái này dính hai con mọi người. Một con, hai con, hai con nhỏ. Cái này trên thấy sạch sạch nè, không biết sao. Dính tôm nó xíu xíu. Tôm nhỏ mọi người. Kém rồi, bắt đầu cái tôm nó yếu dần lại. Ngày mai bắt đầu cái nước nó kẹt. Nó nước rút chậm lại mọi người, nó kém á, mà nó rút sát, tôm bắt đầu nó từ từ nó yếu lại. Cái này dính được hai con mọi người, nhóm lên bún bọc bọc bọc, hai con nhỏ. Hai con đi dắt cái giò không cũng mệt nữa. Cái này dính con mà. Quá trời mấy con ghẹm luôn. Ghẹm này phải có thịt bắt ăn nữa ha. Nhỏ không. Cô biển bữa, cô biển bữa đó bỏ đây nó còn bò nữa, mấy ghẹm này chắc bò lúc. Ghẹm nó bò. Vậy. Thùng nhỏ nè. Bỏ vô. Mỗi cái mỗi dính nó luôn á. Ừ. Mày ra mày nhậu mày đủ nhất cái nách mày luôn không biết. Cái hay con hai con hay con dính mỗi cái luôn. Đó. Này có mồi bén nè, vô dữ lắm á. Ờ phải nè lắm nè. Không phải mồi bén lắm. Sát bên đó nè. Hồi nằm ngoài đó đó. Nước giật nhanh quá mọi người. Thăm sớm giờ chưa được nửa vàng lòi nữa, nước giờ còn nhiêu nè, mấy cái kia nó cũng sẹp sẹp hết rồi. Bữa nay chắc tình hình chắc tháo quá mọi người, nãy giờ thăm thấy tôm thưa quá, nó dính được có mấy cái đầu à, mấy cái này nó bị dính được cửa ngục nữa, dính con tôm cái đầu nó bị cá nhát ăn còn có cái đầu không. Còn có cái đầu à.
Trời ơi, đã không có tôm mà còn bị cá ngát nó phá nữa. Cá nhỏ nhỏ. Đi vô cái hòm sấy luôn. Bữa nay thấy dính tôm yếu quá mọi người. Sớm giờ dính thưa dữ lắm. Thăm tới giờ cả chục cái rồi không có thấy một con nào luôn á. Cái này dính được con bự quá nè. Nó lâu sót được con ngon quá. Nãy giờ lâu lắm rồi đó mới thấy mặt con tôm đây á. Sớm giờ dính thưa dữ lắm mọi người. Thưa hơn mỗi ngày nhiều lắm. Cái này dính được con mọi người, con tôm trứng. Còn mồi lên đẩy lại luôn. Cái này như thấy có dính con nè, mình mới thấy nó được cái càng lên. Dính con mọi người. Thấy càng xanh xanh. Cái này dính con tôm nhỏ luôn nè. Nhỏ xíu à. Trời ơi, bị đứt hết cái đầu rồi. Cái này dính hai con mọi người. Mà con này nó bị
nó bị cá nó phá nè, nó cắn nè, quá trời cá ngát. Trời ơi, uổng hết sức uổng. Con này cái đầu cũng bự mọi người. Lâu lâu được con tôm bự cũng bị cá ngát luôn. Trời ơi, nó vô nó ăn hết con nữa. Còn dính con mọi người. Quá trời luôn, cá ngát nó phá. Dính con nè, còn con nó bị nó ăn, còn có cái càng không nè. Nó ăn còn có cái càng không à. Nó ăn mất tiêu con tôm à. Nó vô cái hôm nè, sấy tròn luôn. Quá trời luôn, bữa nay sao được, cá ngát nó phá. Cá ngát lúc này về nhiều quá mọi người, nhóc luôn à. Trước cái bãi này nó đâu có đến nỗi phá dữ thần vậy, lúc này chắc về nhóc rồi, nó vô ăn tầm bành không à. Cái này dính con nhỏ mọi người, vô hai con ăn con một no à. Còn chừa lại tôm nhỏ nhỏ à. Cái này có dính con nhỏ mọi người, nó bò bò kìa. Cái hôm thì quầy nữa hả, cho cá ngát vô lụm nữa này. Thiệt nè, còn có cái đầu không nè, bà mẹ nó mấy cá ngát này dính con vô ăn, còn có cái đầu không nữa nè. Thấy cái hôm thì quầy là thấy nghi nghi rồi. Quá trời luôn, tới đợt nó phá, mai cửa ngục này bắt dính hết cho rồi. Cái này có dính con mọi người, đưa cái đầu ra luôn nè. Chỗ này cũng cá ngát cũng dữ lắm nè, chỗ này nó phá cũng mấy lần mọi người. À, bữa nay nó tốt quá, nó không vô đây nó phá. Cái này dính con nên bắt nó ra luôn. Lại mắc cái cửa ngục rồi, cái xuồng đậu lúc ở ngoài á.
cái này dính con mọi người. Còn có mấy cái nữa cũng biết rồi. Bữa nay thấy dính tôm thưa hôm qua. Bữa nay thắt rồi mọi người. Hôm qua dính tôm chạy bự bự không à. Ngon quá trời ngon mà quay không được cho mọi người xem. Uổng nó chắc uổng. Hôm qua tôm mình bành không à. Được 2-3 con càng vậy. Rồi thì Linh thăm vừa xong mọi người. Bữa nay thắt quá trời à. Bữa nay tệ hơn hôm qua nhiều. Giờ bữa nay được chừng 700 gram à. Bữa nay được chừng 700 gram tôm mọi người. Còn hơn nữa hôm qua. Nước nó giật kém rồi à. Tôm nó hết chạy rồi. Nó yếu tôm đó mọi người. Trời ơi, trời nó hầm. Rồi, bây giờ Linh cũng soạn đồ mình về mọi người. Cái đó thì nó hư quá trời. Về để ngày mai Linh giá nó lại, sửa nó lại. Đụng cái đâu nó gãy tới đó rồi. Nó tới tuổi dữ lắm rồi. Bữa nay có cửa ngục mà cái chú đó đặt cửa ngục á. Đặt dài dài đây nè. Ngày mai là mình hy vọng là mình dỡ được bao nhiêu tôm là mừng lắm mọi người. Cái đặt cửa ngục là nó tệ lắm. Chưa đặt mà tôm nó thưa rồi. Mà còn đặt một cái nữa là thấy đói luôn á. Rồi thì Linh cũng xin cảm ơn cô chú anh chị và bạn theo dõi video của Linh. Linh xin hẹn cô chú anh chị và bạn trong video kế tiếp. Linh cảm ơn các bạn rất nhiều.